Chào các bạn, tiểu sử người mẫu Phan Thị Mơ. Phan Thị Mơ sinh năm 1990, là người đẹp quê ở Tiền Giang. Cô từng tham gia khá nhiều những cuộc thi nhan sắc cả trong và ngoài nước. Sở hữu một ngoại hình dễ nhìn, chiếm được tình cảm của người đối diện, được đánh giá cao trong hoa hậu Việt Nam năm 2012. Phan Thị Mơ mặc dù có phần trả lời ứng xử khá tốt, nhưng cô lại dừng lại ở top 5 của cuộc thi. Phan Thị Mơ sở hữu gương mặt sáng cùng với chiều cao 1m72, cân nặng 48kg với số đo 3 vòng 80 62 87 Cô hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng ký tại cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2011. Hiện tại, người đẹp đang là sinh viên năm cuối khoa du lịch của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn. Năm 2011, Phan Thị Mơ được đặt cách thẳng vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt và lọt vào top 5 Trung cuộc sau đó cô không tham gia lĩnh vực nghệ thuật mà tập trung nhiều cho việc học cơ hội tham gia hoa hậu châu á tại mỹ sẽ góp cho phan thị mờ thể hiện tài năng của mình ngoài thời gian tham gia trên các sàn diễn thời trang phan thị mờ khá đa tài khi còn thử sức cả trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh thời gian qua phan thị mờ đã bén duyên với khá nhiều vai diễn trong bộ phim truyền hình và điện ảnh với mong muốn trở thành một diễn viên thực thụ là nhan sắc nổi bật phan thị mơ từng giành được khá nhiều thứ hạng cao trong những cuộc thi nhan sắc gần đây từ hình ảnh của một cô nàng dịu dàng e ấp phan thị mơ nhanh chóng chuyển hướng sang phong cách sexy gợi cảm đây được coi là một năm lột xác ngoại mục của người đẹp phan thị mơ Người đẹp chia sẻ sự thay đổi về hình ảnh trong thời gian gần đây phù hợp với độ tuổi cũng như hướng đi của cô trong thời gian sắp tới. Có thể nói năm 2016 là một năm lột xác ngoại mục của người đẹp từ một hình ảnh một cô nàng dịu dàng e ấp Phan Thị Mờ nhanh chóng chuyển hướng sang phong cách sexy, quyến rũ và gợi cảm. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.